Hello anh em, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Vòng Tay Phong Thủy của em. Thì hôm nay em có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ về chất liệu gỗ gọi là đẹp nhất hành tinh, như những video ngắn em đã trải qua và thử nghiệm cho các bác biết. Thì thực tế là cái dòng gỗ này nó là đúng thật sự là cái vân gỗ đẹp nhất hành tinh. Tại sao em vẫn nhấn mạnh như vậy? Thì bây giờ em cho các bác nhìn kỹ cái cảnh từng chi tiết và đường vân của nó như thế nào anh em mình nhá. Đây là những cái lát gỗ em đã xẻ ra, và em đảm bảo đặc biệt những anh em làm trong ngành gỗ thì khẳng định với các bác là những cái người mà đã biết nghề lâu năm nhá, khẳng định các bác là đây chính xác là một phôi gỗ đẹp nhất hành tinh, phải các bác? Tại vì tại sao em nói vậy? Thường thường những cái cẩm ấy, cái đường vân nó không được đẹp như thế này đâu. Nếu mà nói cẩm Lào thì vân nó cũng đơn giản thôi, nó có sọc đen, sọc đỏ, nó to to. Còn cẩm Campuchia thì nó sẽ những cái đường vân nho nhỏ như này, nó nhuyễn, nó không được đẹp như thế này. Và tại sao em nói đây là cẩm đẹp? Tại vì đây chính xác nó là một phôi gỗ cẩm Việt Nam, và đồng thời đây nó là một phôi gỗ cẩm Gia Lai. Thì hiện tại những cái phôi gỗ như thế này, cái giá trị của nó phải ngang ngửa với những cái thằng xưa, gỗ xưa anh em mình ạ. Bởi vậy là một phôi cẩm Gia Lai mà được cho chúng ta cái vân gỗ đẹp như thế này thì giá đâu đó nó dao động khoảng cỡ 500.000 đến 700.000 trên 1 kg. Các bác cứ về trải nghiệm xem có phải nhá. Thì thứ hai nữa em muốn chia sẻ với các bác là cái dòng gỗ ổn định như thế này. Tại sao em nói ổn định? Thứ nhất về giá trị kinh tế, thứ hai về giá trị thẩm mỹ cực kỳ cao. Để em nói thêm về cái giá trị thẩm mỹ, có nghĩa là chúng ta dùng những cái dòng gỗ cẩm lai như thế này, chúng ta làm những hạng mục ví dụ như là giường tủ này, đồ nội thất này, đồ trang trí này, hoặc là những cái tác phẩm ví dụ như là tượng, hoặc là những tác phẩm bức tranh, nó cho chúng ta một cái giá trị kinh tế cao là một, và độ ổn định gỗ cực kỳ bền. Bởi vậy trong video này em muốn nhấn mạnh các bác, tại sao em nói về cái dòng gỗ cẩm lai đẹp và bền, thì có nghĩa là cơ sở bên em đang sản xuất những cái dòng gỗ cẩm lai, không phải về những bàn ghế. Em đã sản xuất cực kỳ nhiều, anh mọi người quay cảnh xưởng em những bàn ghế giường tủ cực kỳ nhiều đúng không ạ? Em chuyên sản xuất nội thất, nhưng em muốn nói tới dòng gỗ cẩm lai như thế này là em đang sản xuất ra một loại gọi là chính xác là vòng tay gỗ cẩm lai. Và cái giá trị của nó mang lại cho chúng ta đâu đó chỉ mất có khoảng một vài trăm nghìn thôi, nhưng chúng ta được sở hữu một chiếc vòng tay cẩm lai, không phải mất tới tận cả vài trăm triệu được một bộ ghế như này. Chúng ta có thể là sở hữu một chất gỗ cẩm lai chỉ một vòng đeo tay vài trăm triệu thôi, vài trăm nghìn thôi. Bởi vậy là anh em mình hãy nhanh tay comment nhắn tin cho em đặt những vòng gỗ cẩm lai như thế này, gỗ không còn nhiều. Anh em mình hãy nhanh tay nhắn tin cho em nhá. Zalo của em là 0962 145 825 anh em mình nhá.